các dũng sĩ ra miền Nam mà thấy tay bác run rồi, xúc động thì khóc. Bác bảo ra với bác phải vui lên, sao lại khóc thế? Bác gắp thức ăn cho từng người, bác bảo ăn no, ăn khỏe đi. Về miền Nam đánh giặc, thắng lợi thế nào cũng đón bác vào miền Nam bác thăm. Thế là mang quà tặng bác từ cái mầm dừa của tỉnh Bến Tre, từ cái lược trải đầu là bằng vỏ sắt máy bay, rồi vỏ đạn đại bác, cái gạt tàn thuốc lá cho bác lúc bác chưa bỏ thuốc. Bác khóc, bác bảo đồng bào miền Nam thương bác như thế mà bác chưa làm tròn trách nhiệm với miền Nam. Bác chẳng có quà gì cho đồng bào cả. Các chú các cô về nói dùm bác với đồng bào một câu thôi: bác chẳng có gì đâu, bác chỉ có cái này thôi. Rồi bác đặt tay bên trái tim bác. Tức là miền Nam luôn luôn ở trong trái tim tôi. Cây dừa Bến Tre bác đích thân chăm bón đã có quả. Chứ lúc bác mất ấy, bác đòi uống nước dừa thì lấy xuống hai quả dừa của hai miền Nam Bắc, trộn lẫn vào được nửa cốc nước mang vào cho bác. Nhưng mang vào muộn quá, không kịp. Bây giờ chúng ta nói những câu chuyện cuối đời bác thiêng liêng cảm động vô cùng. Nhất là chuyện bác viết di chúc. Tại sao bác lại chọn sinh nhật để viết di chúc các đồng chí? Tại sao bác lại chọn từ 9 giờ đến 10 giờ để chữa di chúc? Lấy ngày sinh nhật để viết di chúc, tức là lấy sự sống đối lập với cái chết. Viết di chúc tức là mình biết mình sắp chết rồi. Buồn lắm chứ. Bác lấy sinh nhật để viết di chúc cho bác rất vui. Bác đề một bên là tuyệt đối bí mật để dân không biết, không lo. Một bên bác đề là mừng dịp 75 tuổi. Viết từ năm 75 tuổi đến lúc 79 tuổi thì ra đi. Mà chỉ đợi thêm mấy tháng nữa thôi thì bác sang tuổi 80 mà không đợi được. Bác Hồ là như vậy. Đặc biệt nữa đấy là bác Hồ của chúng ta lại chọn 9 giờ đến 10 giờ mới chữa di chúc. Bây giờ ta mới biết đó là giờ tâm linh của bác. May sao ta hỏi bác nói ra, chứ không ta không biết. Ta hỏi bác là: thưa bác làm việc vất vả suốt ngày đêm, có lúc nào bác cảm thấy thanh thản nhẹ nhõm không? Bác lại khóc. Về tuổi già lúc nào nước mắt bác cũng cứ rơm rớm. Bác bảo là một ngày đêm 24 giờ, bác chỉ có mỗi một giờ như vậy thôi. Miền Nam chưa giải phóng, tổ quốc chưa thống nhất, bác ăn không ngon, ngủ không yên, có một giờ thôi. Rồi bác im lặng. Đợi mãi bác không nói tiếp. Ta hỏi thêm là: thưa bác là giờ nào? Bác nói nhỏ là từ 9 giờ đến 10 giờ sáng. Bác cũng đi vào khoảng giờ này mà bác lại dùng giờ này để chữa di chúc. Năm nào cũng như năm nào trong lịch của bác ấy, các đồng chí đọc thấy toàn chữa từ 9 giờ đến 10 giờ, không hơn không kém. 9 giờ là khởi đầu giờ tâm linh, 10 giờ sáng là kết thúc giờ tâm linh. Bác đi vào 9 giờ sáng, 9 giờ 47 phút sáng. 9 giờ là tim ngừng đập lần đầu tiên. 9 giờ 47 phút là sau một 47 phút xoa bóp cấp cứu cho bác mà tim bác không đập lại. Bác gầy như thế, thủ tướng xót xa nói trong nước mắt: thôi không được đâu, để bác đi cho thanh thản. Thì dừng lại đúng 9 giờ 47 phút, đảng lấy giờ đó để thông báo. Còn thủ tướng trước khi mất ấy, về với bác dặn chúng ta hai điều. Ở đây có các đồng chí nữ, các đồng chí ghi nhớ cho. Điều thứ nhất, phải nhớ là tim bác ngừng đập đúng 9 giờ sáng, còn 47 phút là giờ xoa bóp cấp cứu cho bác. Thế nhưng gọi giờ nào cũng được, nhưng phải nhớ là 9 giờ sáng là tim bác đã ngừng đập. Mà lúc tim dữ dội, lúc mà đau dữ dội, tim như làn sóng thế này này, thì ta nhìn xuống giường bác, thấy tay bác cứ nắm chặt, nắm chặt để cố không có tiếng rên, để chịu đau một mình, để không xót xa người khác. Tôi cũng biết rất đúng đấy, lời di chúc gửi êm bên gối: quên nỗi mình đau,
để nhớ chung. Là như vậy. Đến khi mà tay bác cứ lỏng dần ra và lạnh dần, thì cái màn hình theo dõi tim bác nó không còn nhấp nhô làn sóng nữa, nó chạy thẳng băng. Thì tim bác ngừng đập mà đúng 9 giờ. 6 bác sĩ trong tổ y tế đặc biệt dưới sự chỉ huy của thủ tướng ấy, xoa bóp cho bác. Mà nước mắt của bác sĩ nhỏ xuống ướt cả một khoang áo ngực của bác. Chỉ cầu mong được chiết thay cho bác mà không được. Còn gối nằm của bác ấy, thủ tướng kể là nước mắt bác ròng ròng rò xuống gối, nhất là thương nhớ miền Nam. Thì di chúc ấy viết trong ngày sinh, chữa trong giờ tâm linh, bác đi vào giờ tâm linh. Bác lập nước ngày nào bác ra đi ngày đó, mùng 2 tháng 9. Còn lúc đầu đảng ta không muốn để dân buồn về ngày tang lễ trùng với ngày quốc khánh, để tang bác 7 ngày đến 10 ngày quốc tang, cho nên thống nhất trong trung ương là thông báo với dân bác mất ngày mùng 3. Sau này phải nói lại cho toàn đảng toàn dân biết, cả bạn bè quốc tế cũng biết sự thật chính xác ngày giờ mất của bác. Thì các đồng chí nhớ là bác mất 9 giờ 47 phút ngày mùng 2 tháng 9 năm 69. Và tim bác ngừng đập thì đúng 9 giờ sáng. Đấy là lời dặn thứ nhất của thủ tướng. Lời dặn thứ hai, thủ tướng cũng rất tâm linh mà thương bác lắm. Thủ tướng dặn chúng ta là hàng năm thắp hương cho bác, làm dỗ bác phải nhớ thắp vào ngày âm lịch. Âm lịch các đồng chí nhé, chúng ta là người phương Đông, làm dỗ cho người đã mất ông bà cha mẹ phải dỗ ngày âm lịch. Còn dương lịch là ngày kỷ niệm của nhà nước thôi. Bác mất mùng 2 tháng 9 năm 69, ta tra vào âm lịch thì nó đúng là ngày 21 tháng 7 âm lịch. Sắp đến đấy các đồng chí. Các năm hàng năm cứ đúng 9 giờ sáng ngày 21 tháng 7 âm lịch, 9 giờ 47 phút sáng mùng 2 tháng 9 dương lịch, tất cả các đồng chí thắp hương tưởng niệm bác. Nhiều cơ quan có phòng tưởng niệm cho bác, có bàn thờ riêng cho bác, trong gia đình cũng vậy. Mà như vậy bác sống mãi trong tim chúng ta, vĩnh hằng và bất tử. Là như vậy. Còn để bác trong lăng, đấy là cả một kỳ tích vĩ đại. Nước nhiệt đới như thế này là kỳ tích lắm, làm được là vĩ đại. Nhưng mà trong tim chúng ta cơ, bác sẽ vĩ đại hơn. Bất tử trong trái tim toàn dân và nhân loại. Cảm ơn quý vị đã xem video. Hãy ấn đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất nhé.